chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng ăn cơm chung với mình nha. Bữa nay mình ăn cơm với loại sườn gam nha các bạn. Sườn này mình gam mình ăn chung với loại nước mắm chua ngọt đó các bạn. Chén nước mắm của mình ớt quá trời luôn. Mình sẽ ăn kèm với lại canh giá hẹ các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Rồi, mình sẽ ăn một miếng sườn này các bạn ơi. Chấm nước mắm ăn. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Sườn này sườn gam ngon lắm á. Miếng sườn rất là vừa ăn luôn các bạn. Cái chén nước mắm mình làm 3 trái ớt các bạn, đúng cay luôn các bạn ơi. Quá trời cay luôn. Nước mắm cay ăn ngon ghê luôn các bạn. Bữa nay các bạn, mình không có thời gian để mà mình nấu, tại vì mình mất công chuyện nhiều á các bạn. Cho nên nó mình không có thời gian để mà mình quay cái cách mình nấu cho các bạn xem, các bạn thông cảm nha. Hôm nay mình quay lúc ăn thôi các bạn ơi. Này miếng sườn nữa các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nha. Ở nhà mình làm rất là nó hợp với khẩu vị của mình các bạn, ăn mình nghe nó ngon lắm. Cái canh giá hẹ này thấy đơn giản thì chứ cũng ngon lắm các bạn ơi. Canh giá hẹ thường thường mình đi ăn cơm sườn đó các bạn, thì chỗ quán người ta cũng để cho mình canh giá hẹ ăn ngon lắm các bạn. Bởi vì bữa nay mình nấu canh giá hẹ này ăn chung với lại sườn gam á, rất là hợp luôn. Các bạn ơi, bữa nay mình về với các bạn nha, mình mới mua cái thùng này các bạn. Cái thùng này mình mua, mình dự định là mình sẽ đem đi qua ở bên chỗ Bình Dương, mình đi thăm con mình đi bộ đội á các bạn. Mình sẽ đem cái bình này nè các bạn, mình cho con mình uống. Mình mua nước đá xong rồi á thì mình đổ luôn vô trong đây nè các bạn. Chứ mình mua nước đá xong cái mấy lần trước á mình để trong cái bọc á các bạn. Nước đá thì để vô bọc, người ta đưa cho mình một bịch vậy đó là 5 ngàn.
Xong rồi cái mình để vô đó mình chỉ xúc được có một ly nhỏ thôi các bạn, ly mũ á. Rồi chút xíu quay qua quay lại cái nước đá tan hết trơn luôn các bạn. Bởi vì giờ chỉ này mình mua cái bình này nè các bạn, là mình mua 5.000 là mình đổ vô đây là nó đủ y luôn các bạn. Nó có tan nó cũng nằm ở trong đây à. Cái bình này rẻ tiền lắm các bạn ơi, nó chỉ có 30.000 mà nó dễ thương lắm. Nó có cái bình nhỏ hơn nữa các bạn, mà cũng có giá 30 thôi. Bình bự cũng 30. Mà tự gì á, cái bình nhỏ nó dễ thương hơn nữa các bạn. Dễ thương lắm. Kiểu dáng cũng giống gì, nhưng mà nó nhỏ hơn. Mà mình thì xài cái loại bình hơi bự hơn gì là vừa các bạn. Chứ nhỏ quá thì nó không đủ đựng nước đá. Bữa nay ở nhà ăn cơm có một mình thấy không các bạn? Cái thịt heo này nè các bạn biết ở đâu có không? Mình không có mua. Cái thịt heo này á là mình nhà mình ở gần trại heo các bạn. Cho nên á lâu lâu á bên trại heo á người ta mặn heo cái người ta đem qua người ta biếu vậy đó các bạn. Bởi vì bữa nay thịt heo này mình không có mua luôn. Ta biếu nhiều lắm các bạn ơi. Quá là nhiều luôn. Biếu một lần mấy ký không các bạn? Có lúc á, ta biếu có chục ký. Còn có lúc á thì biếu 4-5 ký. Bữa nay ta biếu chắc cũng cỡ khoảng 4 ký á các bạn. Mà một năm người ta biếu tới mấy lần nữa các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng uống nước với mình nha. Bữa nay mình uống ô long các bạn ơi. Các bạn thấy cái bình dễ thương ha, gọn. Hôm nay mình chia sẻ bữa ăn cơm sườn gam á các bạn, với lại canh giá hẹ ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Mình chia sẻ video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.